Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhắc tới bệnh thoát vị bệnh, nhiều người trong chúng ta cảm thấy khá là lạ lẫm. Thậm chí nếu biết tới thì cũng coi đây là căn bệnh khó nói và ít biết chia sẻ cùng ai. Tuy nhiên thực tế, căn bệnh này lại là bệnh rất thường gặp ở mọi lứa tuổi, ở cả nam giới và nữ giới. Ước tính trên thế giới mỗi năm có trên 20 triệu người bị thoát vị bệnh mới được phát hiện. Vậy thoát vị bệnh là gì và nguy hiểm như thế nào? Cách chữa trị ra sao? Cùng giải đáp những vấn đề này trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Quế, khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Vâng, cảm ơn. Xin chào chị Cao Trang. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Trước khi bắt đầu phần trao đổi phỏng vấn thì xin mời bác sĩ cũng như là khán giả xem truyền hình sẽ cùng chúng tôi theo dõi một clip ngay sau đây. Thoát vị bệnh là bệnh do các tạng trong ổ bụng như ruột non, đại tràng, mạc nối lớn chui qua ống bẹn và điểm yếu của thành bụng vùng bẹn. Bệnh nhân thường phát hiện bệnh khi thấy nổi một khối phồng vùng bẹn bìu khi đi lại vận động mạnh, thường tự biến mất khi nằm nghỉ ngơi và lặp lại nhiều lần. Bệnh gặp chủ yếu ở nam giới, hay gặp ở trẻ em dưới 1 tuổi và người lớn trên 55 tuổi. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Đình Quế, trong clip vừa rồi thì đã giải thích ngắn gọn về khái niệm thoát vị bệnh. Vậy thì bác sĩ có thể thông tin thêm về những đặc trưng của căn bệnh này ạ? Đặc trưng của bệnh thoát vị bệnh là bệnh nhân thấy xuất hiện ở vùng bẹn một khối phồng, đặc biệt là sau khi bệnh nhân lao động nặng, bệnh nhân đi lại nhiều hay chạy nhảy, bệnh nhân ho dặn mạnh và cái khối phồng này có thể là biến mất khi bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc bệnh nhân lấy tay nhẹ nhàng đẩy vào thì khối phồng biến mất. Vậy đâu là những cái nguyên nhân dẫn tới thoát vị bệnh thưa bác sĩ? Thoát vị bệnh thì có hai nguyên nhân gây ra bệnh thoát vị bệnh. Đó là nguyên nhân về bẩm sinh và thứ hai là nguyên nhân mắc phải. Nguyên nhân bẩm sinh là trong quá trình hình thành từ thai nhi ở tháng thứ tư là tinh hoàn của nam giới là nằm trong ổ bụng và bắt đầu di chuyển xuống vùng bìu, và khi nằm ở vùng bìu hoàn toàn là vào tháng thứ 9. Trong quá trình di chuyển như vậy thì là tạo một ống thông thương giữa bìu và ổ bụng, người ta gọi là ống tinh mạc. Đa phần ống này sau khi sinh ra thì cái ống sẽ đóng kín lại. Tuy nhiên có một số trường hợp ống này không được đóng kín, tạo cái điều kiện để các tạng trong ổ bụng chui qua cái ống này xuống vùng bẹn bìu và gây ra cái bệnh thoát vị bệnh. Hai là nguyên nhân mắc phải là do cân cơ thành bụng của người bệnh là bị yếu, bị nhão, trong khi đó là áp lực ở trong ổ bụng lại tăng cao, gây ra là các tạng trong ổ bụng chui qua tạo nên bệnh thoát vị bệnh. Vâng, đó là những cái nguyên nhân của thoát vị bệnh đúng không ạ? Như phần đầu chúng ta có nói thì cả phụ nữ và đàn ông thì đều có nguy cơ bị thoát vị bệnh. Tuy nhiên bác sĩ vừa nhấn mạnh đó là nam giới thì có nhiều khả năng hơn đúng không ạ? Vậy tại sao lại như vậy, bác sĩ có thể giải thích thêm ạ? Ngay từ phía nguyên nhân của bệnh thoát vị bệnh đã nêu rất là rõ. Đối với nam giới thì là do cái đặc trưng về giải phẫu nên có sự thông thương giữa ổ bụng và bìu nên tỷ lệ của nam giới là cao hơn, còn nữ giới là buồng trứng lại nằm ở trong ổ bụng nên không có cái sự di chuyển đấy và không có cái thoát vị bệnh bẩm sinh như vậy. Và nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân mắc phải thì đối với nam giới thường là lao động và làm những công việc nặng nhọc, chính vì vậy là tạo ra cái áp lực trong ổ bụng cao, đẩy các tạng xuống vùng bẹn bìu nhiều hơn bị bẹn. Vâng, bác sĩ vừa nói về những cái đối tượng dễ mắc thoát vị bẹn, vậy thì đâu là những cái triệu chứng của thoát vị bẹn để chúng ta có thể nhận biết ạ? Vâng, cái triệu chứng của thoát vị bẹn đặc trưng là bệnh nhân thấy xuất hiện một cái khối phồng ở vùng bẹn và cái khối phồng này thường là xuất hiện sau những cái động tác lao động nặng hay những cái động tác gắng sức làm tăng áp lực của bụng và khối phồng này tự mất đi được sau khi bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc là có thể nắn sờ nhẹ vào cái vùng khối phồng đấy. Tuy nhiên cũng cần phải phân biệt cái bệnh lý thoát vị bệnh này với lại các bệnh lý khác mà có cái khối ở vùng bệnh đấy, như những cái trường hợp mà
có u ở vùng bẹn, hay những trường hợp bệnh nhân có tràn dịch tinh hoàn, nang nước thường tinh, rất nhiều bệnh. Hoặc cũng có những trường hợp bệnh nhân vừa mắc bệnh thoát vị bẹn nhưng cũng kèm theo các bệnh kia. Chính vì vậy khi bệnh nhân có những cái triệu chứng có thấy cái biểu hiện có khối phồng ở vùng bẹn nên đến cơ sở y tế khám để được tư vấn và điều trị kịp thời. Vâng, như vậy là có khá nhiều những cái triệu chứng để mọi người có thể nhận biết và có thể thấy là bất cứ ai cũng có thể bị thoát vị bẹn, đặc biệt là nam giới ở mọi lứa tuổi, nhất là dưới 1 tuổi và người lớn trên 55 tuổi. Bệnh đa phần chữa khỏi hoàn toàn sau phẫu thuật, tuy nhiên có những trường hợp tái phát nhiều lần nếu chế độ ăn uống, sinh hoạt, lao động không hợp lý, như trường hợp bệnh nhân trong phóng sự sau đây. Ông Hà Văn Trung, 73 tuổi, quê ở Yên Kỳ, Hạ Hòa, Phú Thọ. Nhiều năm trước, ông từng phẫu thuật tại Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa do bị thoát vị bẹn. Song thời gian gần đây, tại vị trí mổ lại sưng phồng, đau tức, gây bất tiện trong sinh hoạt và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám và điều trị. Qua quá trình thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã quyết định phẫu thuật cho ông lần thứ hai. Đến nay, sau hơn 3 ngày phẫu thuật và điều trị, ông đã hết đau tức vùng bẹn, mất khối phồng, ăn uống đi lại bình thường, phục hồi gần như trước khi bị bệnh. Trước kia thì tôi thì không phải là từ trẻ, mà lúc gần già nó sinh ra một lần rồi, mổ ở bệnh viện huyện rồi. Nhưng mà đến tháng 6 vừa qua thì là nó bị tái phát. Thì tôi xin nhập viện về Bệnh viện Đa khoa của tỉnh. Sau thời gian điều trị ngày hôm nay, sau mổ hôm nay là ngày thứ tư, thì vết mổ của tôi hiện nay đã khô. Và từ chỗ bị phù nề thì nay đã đỡ hẳn. Trên thực tế, những bệnh nhân như ông Trung không phải là hiếm. Bởi sau một lần điều trị, nếu người bệnh không nghe theo những chỉ dẫn của bác sĩ và không có thói quen sinh hoạt phù hợp, bệnh hoàn toàn có thể tái phát. Đến thời điểm hiện tại thì khoa cũng tiếp nhận một số bệnh nhân của tuyến huyện chuyển lên với dạng là thoát vị bẹn tái phát sau mổ. Tuy nhiên là những trường hợp này đa số gặp ở những bệnh nhân trung tuổi và già, yếu. Vì lúc đấy cân cơ thành bụng yếu và tỷ lệ thoát vị bẹn tái phát là sẽ nhiều hơn. Vâng, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự về một bệnh nhân phải phẫu thuật tới 2 lần để điều trị thoát vị bẹn. Vậy thì thời gian qua khoa ngoại tổng hợp của bác sĩ thì có thường xuyên tiếp nhận những cái bệnh nhân như là ông Trung trong phóng sự vừa rồi không ạ? Trong thời gian vừa qua khoa ngoại tổng hợp thường xuyên tiếp nhận những cái bệnh nhân như ông Trung vì rất nhiều lý do. Thứ nhất là có hai nguyên nhân gây thoát vị bẹn. Vâng. Có những trường hợp bệnh nhân lần một phải phẫu thuật vì thoát vị bẹn bẩm sinh. Nhưng trong quá trình sinh hoạt lớn và sinh hoạt thì là lại mắc thoát vị bẹn, mắc phải. Vâng. Chính vì vậy nên nhiều người nhầm lẫn là điều trị không triệt để. Tuy nhiên là cái trường hợp như ông Trung là không phải hiếm. Vâng. Vì ông Trung lần thứ nhất phẫu thuật là thoát vị bẹn bẩm sinh, lần thứ hai là phẫu thuật thoát vị bẹn mắc phải. Vâng. Có một số bệnh nhân trước đây chúng tôi đã phẫu thuật lần một là thoát vị bẹn mắc phải. Vâng. Một bên phải, nhưng sau lần sau lại có thể bị bên trái, hoặc cũng có thể cùng một bên phải hoặc một bên trái, nhưng sau khi phẫu thuật bệnh nhân chế độ ăn uống sinh hoạt không kiêng khem, kết hợp những các bệnh lý mãn tính kèm theo làm cho thành bụng của người bệnh tiếp tục bị suy yếu. Vâng. Gây ra tái phát. Khi mà bị thoát vị bẹn chủ yếu là nam giới như vậy thì có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản hay không ạ? Đối với thoát vị bẹn thì không trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của nam giới. Vâng. Không ảnh hưởng đến quá trình và tạo tinh trùng và chất lượng của tinh trùng, số lượng của tinh trùng. Tuy nhiên lại ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tình dục của người nam giới, gây ra sự khó chịu, đau tức, bất tiện khi quan hệ tình dục. Vâng. Thậm chí một vài trường hợp người ta còn rất ngại ngần. Vâng. Trong cái vấn đề quan hệ tình dục, người ta cảm thấy mặc cảm bởi vì đây là cái vấn đề bất thường mà nhiều người chưa hiểu biết hết
cái căn bệnh này. Thưa quý vị, có thể thấy là thoát vị bẹn tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, sinh hoạt và tinh thần của người bệnh. Bệnh nếu không điều trị kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, phức tạp. Vậy để phòng bệnh chúng ta cần phải làm gì? Trước khi đi vào nội dung này thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần giới thiệu nội dung số tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Hội chứng rối loạn chuyển hóa, còn được gọi là hội chứng X hay hội chứng đề kháng insulin, là tên gọi của một nhóm các yếu tố nguy cơ. Chúng làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hay đột quỵ về sau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 20-25% người trưởng thành trên toàn cầu mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa. Vậy hội chứng này có nguyên nhân từ đâu, cách chẩn đoán và phương pháp điều trị như thế nào? Quý vị và các bạn muốn giải đáp thắc mắc về sức khỏe, vui lòng liên hệ theo số điện thoại Tổng đài chăm sóc khách hàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0210-627-8888. Quay trở lại với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày cùng với chuyên gia của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Quế. Thưa bác sĩ, những kỹ thuật nào dùng để chẩn đoán thoát vị bẹn ạ? Thông thường khi bệnh nhân tới khám bệnh, qua hỏi bệnh, qua khám bệnh là có thể phần nào chẩn đoán được bệnh lý thoát vị bẹn. Và phương pháp cận lâm sàng, chúng tôi có thể sử dụng những phương pháp như là siêu âm ổ bụng, siêu âm ống bẹn, siêu âm tinh hoàn để có thể chẩn đoán xác định là có phải thoát vị bẹn hay không, hay là các bệnh lý khác vùng bẹn bìu. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng chụp cắt lớp vi tính. Đối với những trường hợp mà chẩn đoán biến chứng đối với thoát vị bẹn nghẹt, khi có tắc ruột hay không, chúng tôi có thể sử dụng X-quang ổ bụng. Hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang sử dụng những cái phương pháp nào để điều trị thoát vị bẹn thưa bác sĩ? Hiện tại là có hai phương pháp điều trị thoát vị bẹn. Thứ nhất là phương pháp điều trị bằng nội khoa, bằng thuốc, bằng thủ thuật. Đó là nâng cao cái sức của thành bụng, là giúp bệnh nhân phục hồi cái cơ thành bụng tốt bằng tập luyện. Cái thứ hai là dùng các thuốc điều trị các bệnh lý mãn tính như bệnh hô hấp, bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, bệnh táo bón, bệnh u xơ tuyến tiền liệt, là những cái nguyên nhân để thúc đẩy cái quá trình bệnh thoát vị bẹn. Và có một cái thủ thuật, một cái phương pháp điều trị bằng nội khoa nữa, đó là cho bệnh nhân mặc quần chật hoặc dùng băng cái vị trí khối phồng lên để cho cái tác tạng trong ổ bụng không tiếp tục chui xuống nữa, tạo điều kiện cho quá trình đóng lại ống thông tin mạc đối với trẻ em và tránh được cái biến chứng thoát vị bẹn nghẹt. Thưa quý vị, hy vọng với những chia sẻ và tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp được những băn khoăn của quý vị về thoát vị bẹn. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Quế đã tham gia chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện. Như thường lệ, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với mục Bí quyết sống khỏe.